nhà đội trưởng này có không? Phía xa xa thì mọi người đang thấy là huấn luyện viên Ngôi Quân đang tiếp tục chạy bộ. Một cái thói quen khá quen thuộc của chiến lược gia người Hàn Quốc. Trong khoảng thời gian các học trò khởi động thì ông Gong Mo Kyun sẽ tự chạy bộ một mình ở một góc phần còn người trận đấu giao hữu của đội tuyển Việt Nam. Ngày mai thì U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu đầu tiên tại hành trình U23 Đông Nam Á, U23 châu Á.